Xin cảm ơn tiết mục bát múa vô cùng đặc sắc của đội văn nghệ nhà trường. Tiếp theo chương trình văn nghệ, kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em đến với giọng ca ấm áp của luật sư trẻ Ninh Tùng qua một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trương, ca khúc Kỷ niệm trường xưa. Vâng, lời đầu tiên cho các vị tôi xin được trân trọng gửi lời chào tới tất cả các quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo. Chúng ta đã có mặt trong ngày hôm nay một buổi lễ rất là trọng đại khi chúng ta bước trước thềm năm học mới, năm học 2016-2017. Và rất là vinh dự cho Ninh Tùng khi ngày hôm nay được có mặt tại trường trung học cơ sở Trường Ninh B, là một người con của quê hương Nam Định. Tuy nhiên không phải là một người sinh ra tại mảnh đất này, nhưng không hiểu vì sao tại thời điểm nào mà Ninh Tùng luôn coi mảnh đất Trường Ninh của chúng ta, trường trung học phổ thông Trường Ninh B như một ngôi nhà thứ hai, và rất là hy vọng sẽ được gắn bó với các thầy cô cũng như tất cả các bạn trường trung học phổ thông Trường Ninh B của chúng ta trong thời gian dài, và đặc biệt trong cái dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường trung học phổ thông Trường Ninh B. Dạ vâng, xin phép và hơi lúng túng một chút, và ngay sau đây thì Ninh Tùng sẽ gửi tới quý thầy cô, quý các bạn một sáng tác của tác giả Hoàng Trương, ca khúc được mang tựa đề Kỷ niệm trường xưa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị xin được cho buổi lễ của chúng ta được thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn.